Game này sắp đi một sải. Mặt cười. Are you sure about that? Từ đó mà cái này thì bạn láo đánh chết mạng thôi mà đéo gì nó đâu đánh mạng đừng có láo chó. Đại ca ngày xưa tán chị Linh kiểu gì vậy chị em với? Làm gì để em tán chị Linh à? Đinh Trọng Tín, để em đi tán gái chứ tán chị lờ ghê. Đinh Trọng Tín, đợi em quý. PLS như à, mặt mếu. Để nó đánh anh, lấy lá trắng ra. Ha MP4. Ui. Một tình huống mà nói là cực gắt với từ vị trí. Chàng gì nào? Rồi có mẹ mày. Mày chạy hồ 4 cái rồi nè. Ủa sao anh giờ anh biết FB làm gì vậy? Rồi cút mẹ. Ui. Ui. Thằng lùn nó nét hay vậy lùn. Ma trời ơi. Chị chỉ nổi. Lùn FU. Lùn FU nét chị chỉ nổi. Ủa thằng lùn này rờ ngu quá nhá. Mạng người ta rờ hẳn lên như này chứ ai là rờ xuống như thế. Rờ gì chứ đa vậy cả lùn. Không làm nhường tôi ra tết tôi là. Mặt hắn ngắn còn nữa. Hắn quá đường rồi. À, bố mày đứng như này đó rồi mày làm như nào? Mày làm như nào? Á rồi. Đó hả? Cái gì ta? Chàn Duy Nam, em lướt top top thấy nè. Chạy cái luôn, ủa, hắn chạy trong bó hồi luôn em à. Nhưng mà thằng Red đứng con đùi dưới luôn nè. Đúng rồi. Nó lại rơi xuống rồi cho xem. Lần nó rửa con lắm. Trời, anh bực mình hai lần là cái gì vậy ta? Cháu muốn nó mất cái gì nữa? Tài Nguyễn,
bắn gì hai quy bong bong nhỏ xuống ngựa luôn biểu tượng Pac-Man. Game này sắp đi một sải, mặt cười. Are you sure about that? Lên xong cái dầu mình món anh lên cái Đinh Trọng Tín, anh lên cái khăn á, lỡ may mà lỡ em dính cái kéo của con luồng thời đét thì anh kéo anh khăn anh cover đó, rất rỡ đỡ đấy thôi. Phá cá lồn đi đi đã chứ anh đứng ở nhà em đợi cái đéo gì đâu. Phá cá lồn anh nuôi này làm gì? Dạ em. Anh này cái khăn hả? Hỷ hoàn tác lại, hoàn tác lại cái khăn là cái bình, cái khăn là cái này này, cái chuông á. Đáng tiêu ra búa cũng được thôi. Những lồng PK các bạn ok mà sao đánh gà vậy thường. Mình thấy búa được lắm nhưng mà sao mấy quả kiểu cảm giác nó cứ thế nào á. Quang Tụng Nguyễn, bên kia có quả game rồi. Má thằng lồn cũng kiệt sức quả chứ mạng ghê. Trần Đạt, em thấy mấy ván có sát thủ lên theo lối vương miện lại ngon. Lồn ra chứ chắc cay lắm. Lần khởi dính chạy ra dính mẹ cái ai luôn sẽ tắt cuốc luôn. Má có cái rờ, cái animation của cái rờ kìa. Chết mẹ, điệp mẹ mày. Bắn ơi. Lần biết xào đó. Chết người ta vô đứng nhảy các thứ không làm cho cái cuốc luôn.